Ukraine giải thích phản công chậm ở miền Nam. Cố vấn Tổng thống Ukraine thừa nhận nguồn dự trữ của quân đội nước này có hạn, do đó phải tiến hành chiến dịch phản công ở miền Nam chậm rãi. Trong bài đăng trên Telegram ngày 30 tháng 8, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ kỳ vọng về chiến thắng nhanh chóng của chiến dịch phản công ở miền Nam nước này, đồng thời gọi đây là hoạt động chậm rãi nhằm nghiền nát đối phương. Tất nhiên nhiều người muốn một cuộc tiến công quy mô lớn, muốn nhận tin tức rằng quân đội chúng tôi tái chiếm đô thị đó trong một giờ. Ông Arestovych đề cập đến thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên của Ukraine. Song chúng tôi không chiến đấu như vậy, các nguồn dự trữ có hạn. Giới chức Ukraine ngày 29 tháng 8 thông báo quân đội nước này mở đợt phản công nhằm vào khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở miền Nam theo nhiều hướng khác nhau, song từ chối cung cấp chi tiết do sự chú ý của truyền thông có thể ảnh hưởng tới kết quả. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine Natalia Humeniuk nói quân đội nước này gây hư hại thành công những cây cầu bắc qua sông Dnieper tại tỉnh Kherson, khiến thiết bị hạng nặng không thể đi qua. Tuy nhiên, Guardian dẫn lời hai binh sĩ Ukraine ở chiến tuyến tỉnh Kherson cho biết giao tranh đang diễn ra tại đây, song không phải đợt phản công lớn như giới chức nước này tuyên bố. Một binh sĩ Ukraine phủ nhận không có đợt phản công nào, người còn lại nói các trận đánh đang diễn ra xong nhằm ngăn đợt tiến công mà lực lượng Nga phát động trước đó, không có đợt phản công và sẽ không có. Một binh sĩ Ukraine tham chiến tại Kherson từ tháng 3 khẳng định, đồng thời cho biết lực lượng của họ không đủ vũ khí để mở đợt phản công. Lực lượng Nga cảm thấy thoải mái khi ở vị trí của mình. Họ không sợ và không có lý do gì để sợ chúng tôi, một chỉ huy Ukraine tại tiền tuyến ở tỉnh Kherson cho biết. Giao tranh diễn ra ở phía bắc thành phố cùng tên, cũng như quận Bereslavsky để ngăn đợt tiến công của Nga từ tuần trước. Đây là hoạt động được lên kế hoạch để cản trở chiến dịch của đối phương. Chỉ huy Ukraine cho biết, chỉ huy Ukraine khẳng định nỗ lực của họ trong những ngày qua đạt một số thành công khi buộc lực lượng Nga phải rút ở một số vị trí. Người này nói Nga đang cố gắng giành lại các vị trí bằng các đợt tập kích tên lửa vào mục tiêu Ukraine, trong đó có thành phố Mykolaiv nằm gần khu vực giao tranh. Bà Humeniuk cho rằng các binh sĩ Ukraine không đủ tư cách đưa ra đánh giá về chiến dịch và những bình luận công khai như vậy nên để các chỉ huy cấp cao đưa ra. Biên tập viên Isabel Kosiu và Piotr Zauer của Guardian cho rằng nhận định của binh sĩ Ukraine phù hợp với đánh giá của chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng rằng cả Ukraine và Nga đều không có những gì cần thiết để mở một đợt tiến công mang tính quyết định. Thay vào đó, các bên tham chiến đang ở thế phòng ngự. Nga chưa bình luận về những thông tin Ukraine đưa ra. Lực lượng Nga kiểm soát Kherson vài tuần sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Trước khi thông báo mở chiến dịch phản công tại Kherson, lực lượng Ukraine nhiều lần pháo kích các cây cầu bắc qua sông Dnieper đoạn chảy qua tỉnh, cũng như kho đạn và vị trí lực lượng Nga tập kết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 tuyên bố đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine ở miền Nam, gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Cơ quan này cho biết quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và khiến hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.